Chào các bạn đã đến với kênh Xin Candy. Chúng ta hãy cùng chơi tập hình dán nhân vật Wendy và nghe cả chuyện nhé. Trong này có 6 tấm hình, chị sẽ chỉ chơi 3 tấm thôi, còn tặng lại 3 tấm cho bạn nào trả lời đúng câu hỏi của chị. Câu chuyện hôm nay chị kể có tên là Thỏ Con Không Vâng Lời. Nhà thỏ ở biển rừng nên mỗi sáng mẹ thường vào rừng kiếm ăn. Hôm nay mẹ đi từ sớm lắm. Trước khi đi, thỏ mẹ dặn thỏ con: "Thỏ con của mẹ, con ở nhà chớ đi chơi xa nhé." Thỏ con đáp: "Vâng ạ, con sẽ không đi chơi xa đâu mẹ ạ." Nói rồi thỏ con chào mẹ rồi vào nhà chơi. Chơi được một lúc, cậu ta đi đi lại lại và nghĩ thầm: "Sao mẹ về nhà lâu thế nhở?" Đang mải nghĩ, bỗng đàn bướm bướm bay tới và nói: "Này thỏ con ơi, ra vườn kia chơi đi. Ở đây có cỏ này, có hoa này, thích lắm." Thỏ con liền bảo: "Nhưng mẹ tớ dặn không được đi chơi xa, tớ không đi đâu." Bướm bướm lại nói: "Chỉ đi chơi một lúc thôi, chúng ta sẽ về trước khi mẹ cậu về là được." Thỏ con chơi quanh quẩn ở nhà mãi cũng chán. Thấy bướm bướm nói vậy, thỏ con nghĩ: "Mình đi chơi một lát thì có sao đâu." Thế là thỏ con và bướm bướm cùng đi chơi. Cả hai say sưa hái những bông hoa đủ màu sắc. Thỏ con nghĩ: "Mình sẽ hái những bông hoa về tặng mẹ, chắc mẹ sẽ rất vui và không mắng mình đâu." Thế rồi cả hai cứ đi mãi, đi mãi, cho đến trời sầm tối. Trời kéo đến những đám mây đen và bắt đầu tiếng sấm hung dữ. Bướm bướm bảo thỏ con sợ quá. Bướm bướm nói: "Thỏ ơi, về đi, tôi sợ lắm, tôi về đây." Nói rồi bướm bướm bay thật nhanh, để lại thỏ con một mình. Thỏ con hoảng sợ, gọi to: "Bạn bướm ơi, chờ tôi với, tôi không nhớ đường về nhà." Nhưng bướm bướm đã bay đi mất rồi. Bây giờ thì thỏ con chẳng biết đường về nhà nữa. Trời bắt đầu có những hạt mưa rơi xuống. Thỏ con sợ quá, chẳng biết làm thế nào. Thỏ mẹ về nhà vội vã. Thỏ mẹ gọi: "Thỏ con ơi, mẹ về rồi đây. Hôm nay mẹ kiếm được rất nhiều thức ăn cho con." Thỏ mẹ gọi mãi mà chẳng thấy thỏ con đâu. Thỏ mẹ hốt hoảng: "Ôi thỏ con đâu rồi? Chắc lại đi chơi rồi mà trời lại sắp mưa to nữa." Nghĩ vậy, thỏ mẹ vội vã chạy đi tìm thỏ con. Trong rừng, bác gấu đang đi kiếm ăn về, bỗng bác dừng lại vì nghe thấy tiếng khóc của thỏ con. "Ơ, có tiếng khóc ở đâu ý nhở?" Bác đến chỗ thỏ con và nói: "Chào cháu thỏ, cháu bị lạc đường phải không nào? Nhà cháu ở đâu để bác đưa cháu về?" Thỏ con gặp được bác gấu thì mừng rỡ vô cùng. Thỏ nói: "Vâng, bác đưa cháu về với ạ. Nhà cháu ở bìa rừng bác ạ." Thế là bác gấu đưa thỏ con về nhà. "À, đến nhà cháu đây rồi. Mẹ cháu ra đón cháu kia." Vừa về đến nhà cũng là lúc thỏ mẹ trở về trong nỗi thất vọng. Thỏ mẹ mừng rỡ nói: "Cảm ơn bác gấu, không có bác thì chẳng biết thỏ con sẽ ra sao." Thỏ con kể lại câu chuyện đi hái hoa, trên tay cậu vẫn cầm được mấy bông hoa sơ sát. Thỏ mẹ ôm con vào lòng và nói: "Ồ, con của mẹ rất ngoan, nhưng nếu con đi một mình thì rất nguy hiểm đấy. Lần sau phải nghe lời mẹ dặn, không được đi chơi xa nhé." Thỏ con nói: "Vâng ạ, từ nay con sẽ vâng lời mẹ ạ." Chị đã kể xong câu chuyện Thỏ Con Không Vâng Lời rồi. Các em rút ra được bài học gì qua câu chuyện của bạn thỏ? Hãy comment bên dưới cho chị biết nhé. Và câu hỏi chị dành cho các em là: thỏ đã được ai đưa về nhà? Bạn nào trả lời đúng và thường xuyên bình luận trong video của chị thì chị sẽ chọn ngẫu nhiên một bạn để tặng lại phần quà trong tuần này nhé. Tất cả các phần quà chị tặng thì các em không cần phải trả một khoản phí nào cả. Chị sẽ công bố kết quả vào cuối tuần.
Cảm ơn các em và hẹn gặp lại các em ở những video tiếp theo.